Nội thất Viva, tốt gỗ, tốt cả nước sơn. Tủ rượu phòng khách hiện đại. Đặc điểm nổi bật của tủ rượu phòng khách: thiết kế đơn giản nhưng tiện dụng và tinh tế, kích thước gọn gàng nhưng cung cấp không gian lưu trữ thoải mái. Tay nắm bản to màu gỗ tạo điểm nhấn, kết hợp thiết kế cánh kính kiểu cách giúp dễ quan sát, tăng tính thẩm mỹ. Tích hợp nhiều khoang lưu trữ, chứa đồ, có sức chứa lớn, tạo sự hỗ trợ đắc lực để không gian gọn gàng, ngăn nắp hơn hẳn. Được phân chia thành hai khu vực lưu trữ, với 5 ngăn hộp đều tắm tắp phía trên và 4 ngăn hộp rộng rãi phía dưới. Là nơi để được các chai rượu và các loại bình rượu, ấm binh, phụ kiện, đồ trang trí có kích thước lớn. Nếu bạn đang có nhu cầu mua sản phẩm, hãy liên hệ Nội thất Viva qua hotline 0977118799 và 0933118799. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thích video, hãy like, share và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video của chúng tôi. Nội thất Viva, tốt gỗ, tốt cả nước sơn. Showroom 1, 160C đường Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Showroom 2, 606 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hương Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0977118799, 0933118799. Sự hài lòng của quý khách là niềm hạnh phúc của chúng tôi.